hoảng hốt với đoạn video một bé gái bị hai chú chó tấn công, người bố phải liều mạng giằng co với thú dữ. Đoạn video này được trích xuất từ camera an ninh của một nhà dân, khiến cho những người xem được cảm thấy vô cùng lo sợ. Ngay bây giờ, hãy cùng với SNews tìm hiểu chi tiết hơn về sự việc này qua bản tin sau đây nhé! Đoạn video này đã ghi lại toàn bộ sự việc được trích xuất từ camera an ninh của một nhà dân gần hiện trường. Theo đó, vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút sáng, không biết trước đó hai bố con có va chạm gì với hai chú chó hay không. Thế nhưng, hai con vật này đã lao vào tấn công dữ dội bé gái được bố bế trên tay. Con chó màu đen thì lao tới ngoạm cắn vào đùi của bé gái, còn con chó màu vàng cũng chạy vòng quanh định lao vào tấn công. Thấy con gặp nguy hiểm, người bố dùng hết sức mình ngăn cản, nhưng con chó đen quá hung hăng, nhất định không buông tha cho bé gái, thậm chí để đẩy con chó đen ra, người bố đã bị nó tấn công vào tay. Chỉ đến khi có người dân gần đó cầm chiếc chổi có cán dài lao tới thì lũ chó mới sợ hãi mà buông tha cho hai bố con. Sau khi bị tấn công, bé gái vô cùng hoảng sợ, gào khóc. Một bé gái khác gần đó chứng kiến vụ việc cũng sợ hãi không dám nhúc nhích. Theo thông tin ban đầu thì vụ việc này xảy ra tại Đồng Nai. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, mọi người đều cảm thấy vô cùng xót xa khi chứng kiến em bé bị hai con chó hung hăng tấn công. Nhiều bình luận cũng khuyên rằng người bố nên cho con đi khám và tiêm phòng, đề phòng trường hợp hai con chó phát dại, bé gái sẽ phải gặp hậu quả khôn lường. Đoạn video clip này cũng như một bài học kinh nghiệm quý giá dành cho những gia đình đang nuôi chó để có thể tránh gây nguy hiểm cho bản thân cũng như là những người xung quanh. Hy vọng rằng đối với mỗi gia đình nuôi chó như vậy, hãy dọ mõm cho chúng trước khi thả chúng ra đường nhé.